vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý sau. 14 hiệp hội xin miễn đóng kinh phí công đoàn đến hết năm. Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, hình mẫu thành công trong phát triển công nghiệp sau 22 năm tái lập. Những phần quà ấm tình quân dân đến với người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Cao Bằng phát huy vai trò lực lượng công an chính quy tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo của công ty cổ phần Acecook Việt Nam sau thông tin sản phẩm bị thu hồi ở thị trường Ireland. Yêu cầu này của Văn phòng Chính phủ được đưa ra sau hôm tin truyền thông phản ánh hai sản phẩm của công ty cổ phần Acecook Việt Nam là mì tôm chua cay Hảo Hảo và Miến Gút bị thu hồi ở thị trường Ireland vì có chứa chất cấm. Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc này trước ngày 7 tháng 9. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8, trên trang web của Cơ quan An toàn Thực phẩm Island ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền, trong đó có hai sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam, thương hiệu mì ăn liền Hảo Hảo và Miến Gút. Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện đã có 14 hiệp hội ngành hàng kiến nghị doanh nghiệp trong khu vực thực hiện chỉ thị 16 được miễn đóng kinh phí công đoàn 5 tháng cuối năm 2021. Các hiệp hội cũng đề xuất được tạm dừng thu phí công đoàn, đoàn phí công đoàn đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho doanh nghiệp có 15% lao động trở lên phải tạm thời nghỉ việc thay vì 50%. Đồng thời đề nghị cho doanh nghiệp được sử dụng quỹ công đoàn đang kết dư tại doanh nghiệp trả chi phí test nhanh, chi phí xét nghiệm, hỗ trợ người lao động đang gặp khó khăn. Ngoài ra, các hiệp hội cũng đề xuất được mở rộng đối tượng và phạm vi được hưởng hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn theo quyết định của Tổng Liên đoàn đưa ra hôm 24 tháng 8. Theo đó, thay vì chỉ áp dụng cho người lao động đang thực hiện 3 tại chỗ, đối tượng sẽ là các doanh nghiệp đã thực hiện 3 tại chỗ, một cung đường, 2 điểm đến và doanh nghiệp ngừng sản xuất. Phạm vi áp dụng các khu vực đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, không phân biệt phạm vi áp dụng là toàn tỉnh, toàn huyện hoặc khu vực nhỏ hơn. Bên cạnh việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn Hà Nội, những người lao động tự do ngoại tỉnh đang bị mắc kẹt trong dịch bệnh cũng cần được cung cấp các nhu yếu phẩm là việc làm không thể chậm trễ. Khu nhà trọ của những lao động ngoại tỉnh tại phường Dương Nội, họ là những công nhân đang bị kẹt tại thủ đô. Công việc phải tạm ngừng, không thể về quê vì Hà Nội đang giãn cách xã hội. Cuộc sống của những nhóm công nhân này gặp rất nhiều khó khăn. Qua rà soát, số lượng công nhân lao động tự do trên địa bàn phường lên tới gần 1.000 người. Chính quyền phường Dương Nội đã phối hợp với các đoàn thể mặt trận Tổ quốc, các nhà hảo tâm trợ giúp những nhu yếu phẩm đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho số lượng lao động này. Với tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, Hà Nội yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tuân thủ chỉ thị của chính phủ của thành phố, ai ở đâu ở đó. Không ít người dân đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm. Sự hỗ trợ và động viên cả vật chất và tinh thần đối với những trường hợp khó khăn là động lực để họ quyết tâm cùng chính quyền vượt qua dịch bệnh. Sau hơn một tháng tạm dừng thì mới đây, mặt hàng chuối đã được xuất khẩu trở lại tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai, trong 2 ngày 29-30 tháng 8, có khoảng 200 tấn chuối được xuất qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Hiện đang bước vào chính vụ thu hoạch chuối, việc mặt hàng này được xuất khẩu trở lại giúp bà con tại Mường Khương, Bát Sát tìm được đầu ra. Do yêu cầu đảm bảo an toàn dịch bệnh, Trung Quốc yêu cầu chuối được xuất khẩu phải được vận chuyển bằng xe container có máy lạnh. Hiện tỉnh Lào Cai đang tích cực hội đàm với lực lượng chức năng của Trung Quốc nhằm sớm đưa quả thanh long xuất khẩu trở lại. Đồng thời, tỉnh tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được tách lập trên cơ sở chia tách huyện Mỹ Văn. Đến nay, sau 22 năm, huyện Văn Lâm từ một huyện thuần nông đã vươn mình trở thành một huyện có công nghiệp phát triển và đang góp phần tích cực thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 là xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Ngay những năm đầu mới tái lập, nhận thức rõ lợi thế tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, có các tuyến đường sắt, quốc lộ 5 chạy qua, nên huyện Văn Lâm chủ động chọn hướng đi là thu hút các dự án đầu tư, phát triển công nghiệp, từ đó tạo sức bật cho sự phát triển toàn diện của huyện. Tách huyện ra thì ngay về Ban chấp hành lâm thời chúng tôi đã xác định là cái mục tiêu là phải đẩy mạnh cái phát triển công nghiệp, xây dựng các cái vùng thì để mà nhanh chóng phát triển công nghiệp là các cái xã dọc đường năm từ Như Quỳnh vào đến Đình Dù, Tân Quang, Lạc Hồng, Ngọc Đạo. Trên đường chuyển mình thành huyện có công nghiệp phát triển, nhân dân Văn Lâm đã đồng thuận nhường trên 1.000 hectare đất cho các dự án. Một số xã như Trưng Trắc, Lạc Hồng, Tân Quang đã nhường hàng trăm hectare đất. Nhờ đó đến nay, Văn Lâm thu hút được gần 2.000 doanh nghiệp vào đầu tư, tạo giá trị sản xuất gần 100.000 tỷ đồng trên một năm. Toàn huyện có một khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Nhiều năm liên tiếp, Văn Lâm có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số và là địa phương có mức đóng góp lớn nhất cho ngân sách tỉnh. Đời sống của nhân dân cũng được nâng cao rõ rệt, các thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Bây giờ cuộc sống của người dân thì không những ấm no, cái quan trọng nhất nữa là cái việc là cái nhận thức của người dân cũng rất là cao. Có thể nói huyện Văn Lâm là hình mẫu cho sự thành công trong phát triển công nghiệp. Đây là tiền đề để thời gian tới huyện Văn Lâm tập trung vào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị đối với địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh khẩn trương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp chống dịch trong trường học, tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Các địa phương cần thực hiện kịp thời việc miễn giảm học phí đối với các đối tượng học sinh đặc biệt quan tâm đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thuộc khu vực có ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi trên cả nước, có rất nhiều địa phương sẽ phải tổ chức lễ khai giảng theo cách đặc biệt như diễn ra qua sóng truyền hình, trên màn hình máy tính, điện thoại, không cờ hoa, không văn nghệ chào mừng và không có học sinh náo nức dưới sân trường. Tại thành phố Hà Nội, năm nay toàn thành phố sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến và qua sóng truyền hình, nhưng không vì thế mà nhiều học sinh, phụ huynh xem nhẹ. Học sinh này vẫn được phụ huynh chuẩn bị đầy đủ từ đồng phục, cờ, hoa, sách vở để chào đón năm học đầu tiên của cấp 1. Về phía nhà trường, ngay từ thời điểm này, các thầy cô giáo đã sắp xếp lại bàn ghế một cách ngay ngắn, lớp học được quét dọn sau bao tháng vắng bóng học sinh. Các thầy cô tâm niệm, trường lớp phải luôn sạch sẽ để sẵn sàng chào đón các em học sinh tới trường khi dịch bệnh được khống chế. Các cái bước thì cũng đã thực hiện rất là cẩn thận và chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án chi tiết để đem đến một cái lễ khai giảng rất sinh động cho học sinh. Ví dụ như là cái phần 1 thì chúng tôi sẽ tham dự phần lễ được phát trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần của nhà trường thì nhà trường cũng sẽ gửi đến các con một cái đoạn clip để giới thiệu về nhà trường, về truyền thống của nhà trường cũng như là các cái hình ảnh về cái không khí khai giảng của các cái năm học trước để cho các con cũng có thể mường tượng được, nhất là đối với học sinh lớp 1. Các thầy cô vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện các bài giảng cho học sinh của mình bằng hình thức trực tuyến. Ngừng đến trường nhưng không ngừng học tập. Năm học mới vẫn sẽ được mở đầu từ ngày khai trường mùng 5 tháng 9. Và dù là khai giảng bằng hình thức nào thì các thầy cô giáo cũng đều mong muốn học sinh có một lễ khai giảng trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Tại tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp được khuyến khích chủ động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân ngay tại nhà máy. Điều này không chỉ giảm áp lực cho đội ngũ y tế, nguy cơ lây nhiễm chéo mà còn tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Đây là một trong những buổi doanh nghiệp thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân theo quy định. Nếu chỉ nhìn vào bộ đồ bảo hộ và cách thức thực hiện thì rất khó để phân biệt được đây là cán bộ y tế chuyên nghiệp hay đội ngũ tình nguyện viên của công ty. Bởi mọi thao tác của lực lượng này đều diễn ra khá thuần thục. Để xây dựng được đội ngũ tình nguyện viên hiện tại, ngay từ tháng 7, doanh nghiệp đã chọn lọc và cử 24 tình nguyện viên đi học lớp lấy mẫu xét nghiệm do CDC Bắc Ninh tổ chức. Quá trình thực nghiệm tại nhà máy cũng được bác sĩ trong ngành trực tiếp thị sát và đánh giá để đảm bảo chất lượng công việc. Sau một tháng triển khai, mô hình này đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt. Trước đây thì cần hỗ trợ của bên y tế, nhưng mà bây giờ sau các cái đợt huấn luyện của CDC của tỉnh Bắc Ninh ấy, thì bên em đã được trang bị những kiến thức và chúng ta chủ động trong quá trình lấy mẫu, có thể là diễn ra bất cứ lúc nào và chúng ta kịp thời. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, thì chủ trương cho doanh nghiệp chủ động lấy mẫu xét nghiệm tiếp tục khẳng định những bước đi sáng tạo, kịp thời, hiệu quả của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch để tiếp tục duy trì và mở rộng vùng xanh an toàn cho người dân và doanh nghiệp. Tại các khu vực dân cư xóm trọ ở khắp thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này, lực lượng cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội đang đi từng ngõ đến từng nhà để trao lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân. Những phần quà nghĩa tình cùng lời động viên ân cần đã giúp bà con thêm ấm lòng và yên tâm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Xóm trọ ở vùng ven quận 6, đa phần người dân ở đây rất nghèo. Dịch bệnh khiến cho bà con càng thêm khó khăn. Những túi quà này là sản phẩm tăng gia của Sư đoàn 302, Quân khu 7, được bộ đội tận tay gửi tặng đến người dân. Đơn vị tụi con có cái phần quà gửi cơm. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Nó nặng lắm để con khiêng vô trong cho. Rồi em sẽ đi nằm vô đi. Rồi. Sư đoàn 302 có một phần quà được gửi cho gia đình ha. Rồi chúc bà con vượt qua khó khăn. Rồi, có một món quà yêu thương được phường rồi là thành phố quan tâm, mà được trực tiếp được lực lượng quân đội đến từng nhà đưa từng phần quà cho người dân, rất là cảm động. Phần quà nghĩa tình của Sư 302 trước mắt là dành cho một số bà con nhân dân là có hoàn cảnh hết sức khó khăn, đặc biệt là những trường hợp là F0 có hoàn cảnh khó khăn đang cách ly tại nhà. Cái đóng góp của Sư đoàn 302 và cái đó làm cho bà con nhân dân quận 6 hết xúc động và yên tâm thực hiện là ai ở đâu ở yên đó. Cơn mưa lớn bất chợt khiến bộ đội ướt sũng, nhưng các anh không để những phần quà bị ướt và công việc thì vẫn tiếp tục để kịp tặng hàng trăm phần quà đến bà con. Mỗi phần quà của bộ đội hỗ trợ người dân không chỉ có thực phẩm như mì, gạo, rau củ quả, mà còn gói ghém cả những tình cảm yêu thương. Cũng có chút cực nhưng mà có ý nghĩa, em rất là vui ạ. Tình cảm của em muốn gửi gắm tới tất cả mọi người là ở yên đâu hãy ở yên đó. Chúng cháu đã có chúng cháu kề vai sát cánh để ủng hộ bà con qua dịp Covid này. Không quản nắng mưa vất vả, trên khắp các nẻo đường, ngõ phố, nơi vùng dịch, bộ đội luôn có mặt kịp thời hỗ trợ người dân. Nơi nào có khó khăn, nơi đó có bộ đội. Đó là niềm tin, là động lực để người dân thêm yên tâm vượt qua dịch bệnh. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện và bắt giữ một xe chở thuốc lá nhập lậu, lợi dụng xe luồng xanh để qua chốt kiểm dịch. Ngày 31 tháng 8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng công an kiểm tra điều kiện qua chốt đối với một xe ô tô tải luồng xanh thì phát hiện trên xe chở hơn 650 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Qua làm việc, lái xe Khúc Văn Thanh, ngụ tại thành phố Hồng Ngự khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ thành phố Hồng Ngự đến Bình Dương. Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đã bàn giao lái xe và tang vật cho Công an thành phố Cao Lãnh xử lý. Tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa bắt giữ và xử phạt hành chính một chủ phương tiện xe ô tô chở 3 người trốn chốt kiểm dịch về Điện Biên. Lái xe là Vũ Văn Toàn, trú tại Hải Dương, điều khiển xe ô tô chở 3 người, đều có hộ khẩu tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trên đường từ Hải Dương lên Điện Biên, để tránh các chốt kiểm soát dịch trên trục quốc lộ 6, Toàn đã điều khiển phương tiện rẽ vào đường nhánh tại khu vực đồi Đá Trắng, xã Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Khi đến địa phận ngã ba Cò Nòi, tỉnh Sơn La, thì bị tổ công tác phát hiện và xử phạt do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Xác định là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, Công an xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã tích cực phối hợp, chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Quan trọng hơn, lực lượng công an xã đã củng cố lại hệ thống an ninh trật tự tại cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa, từ sớm, người dân được thụ hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có gần 1.200 hộ dân với địa bàn rộng và tình hình an ninh trật tự đôi lúc còn diễn biến phức tạp. Thực hiện theo đề án của Bộ Công an, 5 đồng chí công an chính quy được tăng cường về xã nhận nhiệm vụ. Là lực lượng được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, Công an xã Đức Hồng đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Từ khi được lực lượng công an chính quy xuống địa bàn thì cũng đã kết hợp cùng các xóm thường xuyên xuống tuyên truyền, tuần tra và tệ nạn xã hội thì đã là giảm rõ rệt. Về trộm cắp nhỏ lẻ thì cũng đã bớt đi. Tuy nhiên vẫn còn có nhỏ lẻ nhưng mà cũng giảm đi rất nhiều. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, đội ngũ công an xã đã chủ động phối hợp, linh hoạt bám thực tế, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Về đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh của công an xã tại địa bàn xã, thì là công an tôi cùng tập thể công an xã Đức Hồng thì đã đề ra cái chương trình công tác, kế hoạch công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thì là công an xã thì đã rất là chú trọng cái công tác vận động quần chúng, thực hiện các quy định pháp luật, nó là phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể của xã, tích cực tuyên truyền người dân thực hiện các quy định pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Qua đó đã nâng cao được cái nhận thức và ý thức tự giác người dân trong chấp hành các quy định pháp luật, qua đó đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn. Đức Hồng thì thuộc diện là địa bàn cũng phức tạp, rộng, và từ khi có công an chính quy xuống thì công an xã cũng đã xây dựng được các kế hoạch giúp cho đảng ủy chính quyền địa phương và có những cái bước chuyển biến so với ngày xưa mà công an xã thì cũng không có được đủ lực lượng như bây giờ. Hiện tại thì xã đã có đội ngũ chính quy xuống thì đã phối hợp với công an huyện cũng đã làm giảm được các tệ nạn xã hội cũng như là an ninh trật tự cũng đã có phương hướng tốt. Không chỉ tạo nên chuyển biến tích cực ở xã Đức Hồng mà lực lượng công an chính quy về các xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thời gian qua đã tạo một luồng gió mới, đảm bảo an ninh trật tự nơi phên dậu của Tổ quốc được chính quyền và nhân dân tin tưởng. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2021, dự án luật cảnh sát cơ động sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 3 trong tháng 9 tới đây và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10. Trong bối cảnh sau hơn 7 năm thực hiện pháp lệnh cảnh sát cơ động, với nhiều điểm bất cập không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng việc nâng pháp lệnh cảnh sát cơ động lên thành luật cảnh sát cơ động là điều hết sức cần thiết. Luôn có mặt ở tuyến đầu, điểm nóng, bảo vệ an toàn các mục tiêu sự kiện chính trị, tham gia giải quyết nhanh chóng, ổn định tình hình ngay từ cơ sở, phối hợp phá các chuyên án lớn và ngay cả trên tuyến đầu phòng chống dịch cũng có bóng dáng của lực lượng cảnh sát cơ động là chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, nhiệm vụ của cảnh sát cơ động ngày càng nặng nề hơn. Nếu chỉ dừng lại ở pháp lệnh như hiện tại sẽ dẫn đến rất nhiều vướng mắc. Vì vậy, cần phải có một văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn là yêu cầu cấp bách. Ngoài cái lực lượng chuyên trách thì chúng tôi thường xuyên là phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động là huy động cái lực lượng tham gia phối hợp trong những cái chuyên án lớn. Có những cái chuyên án là chúng tôi đã phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động tham gia cùng với các cái lực lượng chuyên trách để khám phá những cái chuyên án lớn, để với cái mục đích là đảm bảo an toàn cho nhân dân, an toàn cho lực lượng tham gia và bắt được đối tượng, thu giữ tang vật. Sau hơn 7 năm triển khai pháp lệnh kể từ năm 2013, lực lượng cảnh sát cơ động đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của mình trước công tác đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân. Nhưng hiện nay, một số nhiệm vụ quy định mới chỉ dừng lại ở mức nguyên tắc, chưa cụ thể, dẫn đến tình trạng khó theo dõi, khó thực hiện. Vì vậy, cần phải quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động bằng văn bản luật, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, vững chắc hơn, phù hợp với quy định của Hiến pháp và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.